Lý Chiêu Hoàng có hai người con với Lê Phụ Trần là Lê Tông và Ngọc Khuê. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Lê Tông sau được ban quốc tính và đổi tên là Trần Bình Trọng. Sử sách cho rằng Lý Chiêu Hoàng là một bà hoàng bất hạnh vì mẹ bà đã để cho đứa con gái mới 7 tuổi lạc lõng với chiếc ngai vàng. Cha thì đã vào chùa mà cũng còn bị thủ độ, bức tử. Bà mang một tội lớn đối với nhà Lý vì đã chuyển chiếc ngai vàng sang nhà Trần, chấm dứt triều đại nhà Lý. Sau đó, bà bị truất phế tước vị hoàng hậu vì không có con. Tuy nhiên, cuộc đời bà là một nhịp cầu giữa hai mốc thời gian cực kỳ quan trọng của lịch sử, xuyên qua hai người thân cận nhất của bà là Lê Phụ Trần và Trần Bình Trọng. Lê Phụ Trần là người đã gỡ ván thuyền che tên cho hai vua Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông thoát nạn trong trận đánh Quân Nguyên lần thứ nhất. Vì ân nghĩa đó, Trần Thái Tông gả cựu hoàng hậu của mình cho Lê Phụ Trần để người yêu cũ của mình có nơi nương tựa. Hơn nữa, Lê Phụ Trần là một người rất lão luyện chuyện đời. Quả thật, Lý Chiêu Hoàng tìm được hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Trần Bình Trọng, người con trai duy nhất của Lý Chiêu Hoàng, đã hy sinh trong trận đánh chống Quân Nguyên lần thứ hai khi giữ Thiên Mạc để cho quân Trần rút về Thanh Hóa. Trần Bình Trọng lúc đó mới 26 tuổi. Lý Chiêu Hoàng đã mất trước đó nên không được biết tấm gương trung nghĩa của con mình. Sau đây, chúng tôi xin được dùng một điệu nhạc dân tộc, đó là câu vọng cổ số 4 để nói lên gương tiết nghĩa của Trần Bình Trọng, nghệ sĩ trình bày là Trường Tương Tư. Chốn Thiên Mạc núi sông hiểm trở, tướng nhà Trần dung dậy kim đao, giải Nam Nhi chở nặng tình non nước, nào ngại chi cam khổ gian nguy. Nhưng cơ sao gió ngựa rừng sâu lại lạc hướng, để cho trình nhân điên đảo giữa xa trường. Đất trời cũng gầm lên thương tiếc kẻ anh hùng, trong tay giật vẫn giữ tròn khi phách, vẫn ngang nhiên anh dùng quy phong. Trần Bình Trọng thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương nơi phương Bắc. Lời khăn khái nghìn năm còn gian dội, nghĩa khí cao sáng đừng đến muôn đời.